Tính lượng xem 380 có chia hết cho 2, 3, 4, 5, 6, 9 hoặc 10. Họ đã bỏ qua 7 và 8, vì vậy chúng ta không phải lo lắng về nó. Vậy hàng ý về 2, chúng ta có chia hết cho 2 không? Để mình viết 2 ở đây. Để thứ gì đó chia hết cho 2, nó phải là một số chẵn. Để là một số chẵn cho số 2 đơn vị của bạn, hãy để mình viết 380. Để được chẵn cho số 2 đơn vị của bạn phải là số chẵn. Vì vậy, cái này phải là số chẵn. Và để cái này là số chẵn, nó phải là 0, 2, 4, 6, 8 và nó là 0. Vì vậy, 380 là số chẵn. Nó có nghĩa là chia hết cho 2. Vì vậy, nó chia hết cho 2. Vậy 2 hợp lệ. Hãy nghĩ về tình huống cho 3. Bây giờ, một cách nghĩ nhanh về 3. Vậy để mình viết 3 dấu chấm hỏi cộng các chữ số của bạn. Và nếu tổng bạn nhận được chia hết cho 3 thì bạn chia hết cho 3. Vậy hãy làm thử điều đó. Vậy 380 hãy cộng các chữ số 3 cộng 8 cộng 0 bằng 3 cộng 8 là 11, cộng 0 nó chỉ là 11. Và nếu bạn gặp khó khăn để tính toán xem cái này có chia hết cho 3 hay không, sau đó bạn chỉ cần cộng thêm hai số này lần nữa và bạn thực sự có thể cộng 1 với 1 lần nữa và bạn sẽ được 2. Bất kể bạn nhìn vào 1 hay 2, không số nào trong những số này chia hết cho 3. Vì vậy nó không chia hết cho 3. Và có thể trong video sắp tới, mình sẽ giải thích lý do tại sao nó lại như vậy. Và có thể bạn muốn nghĩ về tại sao thực hiện được như vậy. Vậy những số này không chia hết cho 3. Vì vậy 380 sẽ không chia hết cho 3. 380 không chia hết cho 3. Vì vậy 3 không hợp lệ. Chúng ta không chia hết cho 3. Bây giờ mình sẽ nghĩ về tình huống cho 4. Vậy chúng ta đang nghĩ về sự chia hết cho 4. Vậy để mình viết nó bằng màu cam. Chúng ta đang tự hỏi về 4. Bây giờ một cái gì đó bạn có thể hoặc không thể nhận ra là 100 chia hết cho 4. Nó như nhau. Vậy đó là 380. Vì vậy 300 chia hết cho 4. Vậy chúng ta phải tính xem liệu phần còn lại 80 có chia hết cho 4 không. Một cách khác để nghĩ về nó là hai chữ số cuối cùng. Chia hết cho 4 không. Và điều này xuất phát từ thực tế là 100 chia hết cho 4. Vì vậy mọi thứ vị trí hàng trăm hay cao hơn nó sẽ chia hết cho 4. Bạn chỉ cần lo lắng về phần cuối cùng. Vậy trong trường hợp này 80 có chia hết cho 4 không? Bây giờ bạn có thể quan sát nó. Bạn có thể nói phần 8 thực sự chia hết cho 4. 8 chia cho 4 là 2. 80 chia 4 được 20. Vì vậy nó hợp lệ. Vâng, bởi vì 80 chia hết cho 4, 380 cũng chia hết cho 4. Vậy 4 hợp lệ. Cùng tính 5 nào. Mình sẽ cuộn nó xuống một chút. Hãy thử 5. Vậy dấu hiệu của số gì đó chia hết cho 5 là gì? Hãy tìm bội số của 5. 5, 10, 15, 20, 25. Vì vậy nếu thứ gì đó chia hết cho 5, mình có thể tiếp tục điều đó. Có nghĩa là nó có tận cùng là 5 hoặc 0, phải không? Mỗi bộ số của 5 có 5 hoặc 0 ở hàng đơn vị.
Bây giờ ta có 380 có không ở hàng đơn vị, vì vậy nó chia hết cho 5. Bây giờ hãy nghĩ về tình huống cho 6. Hãy nghĩ về những gì xảy ra với 6. Vậy chúng ta muốn biết liệu chúng ta có chia hết cho 6 hay không. Vì vậy để chia hết cho 6, bạn phải chia hết cho những gì tạo thành 6. Hãy nhớ rằng 6 bằng 2 nhân 3. Vì vậy nếu bạn chia hết cho 6 có nghĩa là bạn chia hết cho 2 và bạn chia hết cho 3. Nếu bạn chia hết cho cả 2 và 3, bạn sẽ chia hết cho 6. Bây giờ 380 chia hết cho 2, nhưng chúng ta đã biết được nó không chia hết cho 3. Nếu nó không chia hết cho 3, nó không thể chia hết cho 6. Vì vậy cái này bị loại ra. Chúng ta không chia hết cho 6. Bây giờ hãy đến 9. Tính chia hết cho 9. Vậy bạn có thể đưa ra một lập luận tương tự ở đây rằng nếu một cái gì đó không chia hết cho 3, không đời nào nó sẽ chia hết cho 9. Bởi vì 9 bằng 3 lần 3. Vì vậy để chia hết cho 9, bạn phải chia hết cho 3 ít nhất 2 lần. Ít nhất 2 số 3 phải có trong số của bạn. Và điều này không phải là trường hợp đó, bởi vì bạn có thể loại 9 ra. Nhưng nếu chúng ta không biết rằng chúng ta chia hết cho 3, có cách khác để thực hiện tương tự như cách tìm ra số chia hết cho 3. Chúng ta có thể cộng các chữ số lại. Vì vậy bạn cộng 3 cộng 8 cộng 0, bạn được 11. Và bạn nói cái này có chia hết cho 9 không? Và bạn nói nó không chia hết cho 9. Vì vậy 380 cũng sẽ không chia hết cho 9. Và với 3 bạn làm điều tương tự, nhưng bạn kiểm tra xem tổng có chia hết cho 3 hay không. Với 9 bạn kiểm tra nó chia hết cho 9 hay không. Vậy cuối cùng chúng ta có số 10. Chúng ta có số 10 và nó ở cấp độ dễ nhất. Tất cả các mũi số của 10 trông như thế nào? 10, 20, 30, 40. Và chúng ta có thể tiếp tục và tiếp tục. Tất cả chúng tận cùng là 0. Hoặc nếu một cái gì đó kết thúc với 0, nó chia hết cho 10. 380 kết thúc với 0, hoặc hàng đơn vị có số 0 ở đó. Vì vậy nó chia hết cho 10. Vì vậy chúng ta chia hết cho tất cả các số này ngoại trừ 3, 6 và 9.